Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Trí Nhân ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, lâu nay con ngồi thiền hay đếm hơi thở, nhưng mới đây con có xem được một video của sư nói rằng việc đếm số hơi thở không có tác dụng gì. Vậy con phải làm sao ạ? Xin sư giải đáp giúp con ạ. Việc đếm hơi thở thì nó chỉ với những người mà có quá nhiều những cái vọng tưởng, cho nên đếm hơi thở đối trị với vọng tưởng. Khi đếm hơi thở nó còn dựa vào con số, còn dựa vào khái niệm nhiều, cho nên là cái tâm nó cũng không đạt được cái sự định tĩnh cao. Vì vậy nên một người khi tu tập tốt rồi, nhận biết được hơi thở tốt rồi thì không đếm nữa, mà chỉ biết cái đặc tính, cái tính chất của hơi thở nó chuyển động vào ra là đủ rồi, chứ không nên đếm quá lâu mà không nên đếm quá nhiều. Chỉ đếm một chút chút thôi là được. Rồi sau đó thì biết hơi thở vào ra, biết hơi thở ngắn dài, biết toàn thân hơi thở, để biết cứ biết hơi thở mà không dựa vào khái niệm nữa thì cái tâm nó tĩnh lặng sâu hơn. Còn cái tâm nó còn nhận biết hơi thở cùng với cái khái niệm thì nó còn có nhiều đối tượng khác nhau, và nó còn có cái tâm thô nó khởi lên, thì nó không nương vào khái niệm, nó chỉ còn biết mỗi đối tượng không, thì cái tâm nó vi tế hơn, nó tĩnh nặng hơn, nó định tĩnh sâu hơn. Nên là không nên đếm quá nhiều và quá lâu, chỉ đếm một chút xíu rồi sau đó chỉ biết hơi thở vào ra nữa. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Hạnh Tuệ ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư ạ. Xin sư giảng cho con biết sự khác nhau và mức độ cao thấp giữa thánh quả và hàng thanh văn duyên giác và Bồ Tát ạ. Con xin tri ân sư ạ. Thánh quả, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, thì bốn cái đạo quả thuộc về thanh văn, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, thì đấy được gọi là những quả vị thanh văn. Thanh văn đó là bởi vì những cái vị ấy cần phải nghe pháp từ nơi Đức Phật Chánh Đẳng Giác thì vị ấy mới chứng ngộ được những đạo quả này, cho nên các cái quả đấy được gọi là thanh văn giác. Còn duyên giác tức là đi muốn nói đến một vị bích chi Phật, một vị Phật độc giác thì được gọi là duyên giác, thì vị ấy là cái người tự mình giác ngộ ra chân lý, không cần, cũng có thể là do một cái dấu hiệu nào đấy, một cái nhân duyên nào đấy, vị đó ngộ ra được cái sự vô thường, khổ, vô ngã. Chứ có vị thì do cái duyên nó thành tựu rồi, vị đó thấy cái lá rụng, vị đó cũng ngộ ra cái sự vô thường, khổ, vô ngã, rồi vị ấy trở thành một vị độc giác Phật. Nhưng mà vì một vị Phật độc giác thì không dạy cho người khác giác ngộ như mình được, cho nên gọi là Phật độc giác. Còn hàng Bồ Tát, Bồ Tát thì đấy là cái ý muốn nói là một cái vị thực hành để thành một cái vị Phật Chánh Đẳng Giác trong tương lai. Thì một vị Phật đấy cần phải thực hành những cái hạnh Bồ Tát trong rất nhiều A Tăng kỳ kiếp, từ khi được thọ ký, hoặc là 4 A Tăng kỳ kiếp, 100.000 đại kiếp, khi cái ba la mật đầy đủ, vị đấy sẽ tự giác ngộ được chân lý. Tức là như Đức Phật tự tu, tự giác ngộ, không có thầy chỉ dạy. Nhưng mà khi đã giác ngộ được Chánh Đẳng Giác rồi thì vị ấy có thể giảng dạy được chân lý và dẫn dắt được một cái người khác đi đến sự giác ngộ như mình, thì đấy được gọi là Phật Chánh Đẳng Giác. Thì có sự cao thấp khác nhau. Về cái sự giác ngộ này, Phật Chánh Đẳng Giác thì giác ngộ hoàn toàn viên mãn và có thể tự dạy cho mình và cho người khác đi đến giác ngộ được. Còn Phật độc giác thì tự mình đi đến giác ngộ nhưng không dạy người khác đi đến giác ngộ được. Thanh văn giác là phải nghe pháp từ Phật Chánh Đẳng Giác mới đi đến giác ngộ được. Thì có sự cao thấp khác nhau này như vậy. Dạ, con thưa sư ạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Trần Khả Phương và Thiện Biểu ạ. Hai hành giả này đều có câu hỏi về việc khi nghe pháp, khi tải video về nghe pháp và nghe pháp qua Facebook, YouTube bằng điện thoại thì có bị coi là bất thiện pháp hay có bị bất thiện nào ạ? Những cái pháp đấy không bất thiện, vì tất cả các pháp đều đưa lên các mạng xã hội, đều muốn lan tỏa, đều muốn lợi ích, đều muốn cho mọi người được nghe những pháp đấy. Nếu như mà một cái người đó giữ bản quyền thì người đó đã không đăng tải lên như vậy. Vậy thì khi đã đăng tải giáo pháp lên thì xưa nay giáo pháp đều muốn làm lợi lạc lợi ích và cho mọi người, muốn cho nhiều người biết đến giáo pháp. Vì vậy cho nên có tải các cái bài giảng pháp đó về,
thì cũng sẽ không có phạm vào giới ăn trộm cắp gì hết. Cho nên điều đó là cái chỉ có tăng thêm thiện pháp, thiện nghiệp thôi chứ không tạo ra ác nghiệp được. Điều đó không đáng lo ngại. Dạ con thưa sư ạ, vậy trong lúc vừa làm việc vừa nghe pháp hoặc là trong lúc nằm nghỉ nghe pháp thì có được không ạ? Vẫn được nhé. Nếu như mình nghe pháp trong những cái lúc làm việc, đi đường hay là các làm công việc, kể cả khi ăn nghe pháp vẫn được. Đó là do mình nghe pháp gián tiếp qua các video, qua điện thoại, qua các cái máy nhạc nghe thì được phép như thế, là được phép là vừa làm các công việc khác rồi nghe pháp. Nhưng nếu như mình mà nghe pháp trực tiếp từ một cái vị giảng sư giảng dạy thì phải rất là trang nghiêm thành kính, phải ngồi nghe pháp và không được làm những cái việc khác. Đấy là mình đang nghe pháp trực tiếp từ một vị giảng pháp thì phải có cái sự tôn kính pháp, phải có cái sự nghiêm túc. Nhưng mà nghe qua những cái máy nghe đó thì mình có thể được nghe gián tiếp như thế, thì được mình có thể nghe trong những cái hoạt động, những cái oai nghi khác, thì lúc đấy nó vẫn khởi lên những cái tâm thiện, còn hơn là lúc đấy mình phóng dật phóng túng để cho tâm nó, những cái phiền não tham ái nó khởi lên thì còn bất thiện hơn, nên điều đó vẫn được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ, con bạch sư, nếu một người vào đạo quả đầu tiên là sơ quả thì họ khác hơn người bình thường như thế nào và họ hơn người bình thường những gì? Và khi họ hơn như vậy thì có hơn nhiều thứ không ạ? Con xin cảm ơn sư ạ. Người chứng được sơ quả thì Đức Phật đã nói rằng hơn thống lãnh quả đất, hơn làm chủ của cõi trời. Một bậc dự niêu là tối thắng, tức là một cái bậc chứng được dự niêu, hơn một cái người làm vua ở cõi, làm vua chuyển luân thánh vương, hơn cả những vị vua ở cõi trời, hơn cả những vị phạm thiên và chư thiên, hơn tất cả. Đấy là một vị chứng được sơ quả là cao thượng như thế, là thù thắng như thế. Bởi vì một vị làm đến chuẩn luân thánh vương, tức là làm đến vua, chuyển luân thánh vương, làm chủ bốn châu thiên hạ, là một cái vị mà hưởng cái được gọi là cao quý nhất ở cái cõi nhân loại này rồi. Vị ấy cao quý hơn mọi người về uy lực, về danh vọng, về tài sản rồi. Nhưng mà so với một bậc dự niêu thì vị đấy không thể bằng, bởi vì vị ấy vẫn còn có nguy cơ đọa vào bốn cõi ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atuna. Nhưng một vị dự niêu thì không bao giờ còn đọa ở những cái cõi đó nữa, nên là dự niêu hơn cả vị chuyển luân thánh vương, hơn cả các vị chư thiên và phạm thiên. Dù có làm vua ở cõi chư thiên hay là phạm thiên đi chăng nữa, vị ấy chưa chắc đã thoát khỏi bốn cõi ác, vị ấy vẫn còn những tà kiến và vẫn còn khổ đau. Nhưng một vị dự niêu thì hơn hẳn là như thế. Còn cái đời sống thực tế thì một vị mà chứng được sơ quả dự niêu ấy thì vị đấy cũng rất là bình thường như những người bình thường như thế này. Mình nhìn vào cái bề ngoài thì vị đó không có gì là đặc biệt cả. Vị đó vẫn còn tham dục, vị đó vẫn còn sân hận, vị đó vẫn còn những cái phiền não, vị đó học cái gì vị đó biết cái đấy, cái gì không học vị đó chẳng biết. Nhưng mà vị đó có một cái chi kiến không bao giờ thay đổi, bất biến tuyệt đối. Đó là vị đó không bao giờ cho rằng cái thân này là tôi, là tự ngã của tôi nữa. Vị đấy biết sắc này không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Họ tưởng hành thức này không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Đó là cái điều mà cái vị đó đã có một cái chi kiến hoàn toàn thanh tịnh về cái thân năm muộn này. Đấy, được gọi là đoạn trừ được những cái tà kiến về cái thân năm muộn này. Còn một cái người vị đó hơn những người thường là ở cái đó, và vị đó không bao giờ còn hoài nghi về nghiệp và quả của nghiệp nữa. Vị đó sẽ luôn luôn tin vào nghiệp và quả của nghiệp, chứ vị đó không bao giờ tin vào những cái lễ nghi, lễ bái, cúng bái ở trên đời. Một cái vị đó là vị dự niêu thì không bao giờ đi tin vào những cái ngày giờ tốt xấu, không bao giờ tin vào cái sự cúng bái tế tự, không bao giờ tin vào cái sự cầu phước ban phước gì nữa. Chỉ có cái người phàm phu tục tử, có thể là một cái người đó dù làm vua hay là một vị chư thiên, có thể vẫn còn có cái niềm tin sai, vì nó vẫn còn thể tin vào những ngày giờ tốt xấu, tuổi tốt tuổi xấu, cũng sao giải hạn, tin vào những cái thủ tục, những cái mê tín ở trên đời. Thì đó là một cái người phàm phu thì sẽ vẫn còn cái điều này. Nhưng đối với một vị dự niêu thì tức là vị đó đoạn trừ được hoài nghi
về nghiệp và quả của nghiệp. Vị ấy chỉ tin vào nghiệp và quả của nghiệp, chứ không tin vào những cái thủ tục, những cái nghi lễ, những cái gọi là, đấy được gọi là giới cấm thủ ở trên đời. Những cái giới cấm thủ tức là chấp trước vào những cái tục lệ dân gian ở trên đời nữa. Thì cái vị giữ niêu không bao giờ còn có cái niềm tin đấy, rồi tin vào cái sự ban phước giáng họa, cầu xin họa phúc tốt xấu, điểm lành điểm dữ nữa. Thì đấy là cái khác giữa một cái vị giữ niêu, một cái thường khác là như thế. Thế đấy nên là mới được gọi là vị đoạn trừ được thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ là vậy. Còn còn những cái nhìn những cái hình thức bên ngoài mình không thể nhận ra được, nó vẫn bình thường, những người đấy vẫn già bệnh chết, vẫn có cái cuộc sống rất thường tình ở thế gian. Nếu người đó là người tại gia thì người đó vẫn sống như là một người bình thường, nhưng người vị ấy sẽ khác với người thường là vị đấy không bao giờ sống tà mạn, như là không bao giờ sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Một vị dự niu thì không bao giờ vị đấy làm cái việc đó, tức là vị đấy thể nhập với một cái, vị ấy có chánh ngữ, tức là không có nói dối, vị ấy có chánh nghiệp là vị ấy không làm những cái tội nôi, vị ấy có chánh mạng là vị đấy thà chết đi chứ vị đó không có sống bằng tà mạng, tức là vị đấy không bao giờ đi dối trá lừa gạt để nuôi sống bản thân mình. Vị đấy sẽ luôn luôn sống bằng cái sự chân chánh, đó là chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Thì đối với một vị dự niu là thể nhập hoàn toàn, vị ấy có thể tái sinh ra một cái kiếp xác, vị ấy có thể đầu thai lại làm người, thì cái đấy nó cũng không mất. Vị ấy vẫn sống với chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng một cách rất tự nhiên, dù không ai giảng dạy, dù mới sinh ra cho đến hết cái kiếp sống thứ nhất cho đến kiếp thứ bảy cuối cùng đấy, thì vị ấy luôn luôn có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, và luôn luôn có cái sự hướng về dự pháp. Mỗi một ngày cái chi kiến về sự vô thường, khổ, vô ngã của vị đấy chỉ có tăng lên chứ không bao giờ giảm đi. Một cái vị đấy mỗi ngày vị đấy chỉ có thanh tịnh lên chứ không bao giờ có cái sự không bao giờ có cái sự ô nhiễm nó tăng lên, mà chỉ có sự thanh tịnh tăng lên thôi. Nhưng mà mỗi một ngày thì vị đó sẽ giảm bớt tham sân si, chứ không bao giờ có tăng trưởng tham sân si đi nữa. Đấy là cái vị dự niu này như thế. Còn đấy là có cái sự khác biệt là như thế thôi. À, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ thành là Huyền ạ. Là con thưa sư, xin sư cho con hỏi, trong Phật giáo Nguyên Thủy có khái niệm thủy duyên không ạ? Và chữ duyên trong Phật giáo Nguyên Thủy có ý nghĩa là gì ạ? Duyên trong Phật Nguyên Thủy, chữ duyên ở đây là nó phải đi với chữ nhân duyên. Nhân duyên ở đây tức là cái này nó duyên cho cái kia, tức là nó có cái sự hỗ trợ lẫn nhau, thì đấy được gọi là duyên. Như là sự duyên, là ví dụ như một cái nhà này nó phải có sự nhân duyên của rất là nhiều những cái nó kết hợp lại, nó thành cái nhà kết này, nó có cái sự nhân duyên của những cái nghiệp quá khứ, có cái duyên của thời tiết, có cái duyên của thức ăn, có cái duyên của cái tâm, cho nên là nó mới tồn tại được. Cái duyên nó hợp, nó phải đầy đủ như thế. Nếu một cái gì đó nó bị dừng lại thì nó sẽ tan rã. Nhưng nghiệp nó hết thì cái thân này sẽ chết, thức ăn hết nó cũng chết, nên là tuổi thọ hết nó chết, thời tiết không phù hợp nó sẽ chết, tâm lý bất ổn nó cũng chết. Thì đấy là nó, cái duyên nó là như thế. Duyên tức là những cái nó, cái gì đó nó hỗ trợ lẫn nhau, thì đấy được gọi là duyên. Hay là những cái muốn hiểu về cái duyên ấy thì mình phải học cái lý duyên khởi. Cái này có, cái kia có, cái này sinh, cái kia sinh, cái này không có, cái kia không có, cái này diệt, cái kia diệt ấy. Do vô minh cho nên là có hành, do hành có thức, thức có danh sắc. Thì học cái lý duyên khởi đấy để mà hiểu nhân duyên. Hay là khởi về hiểu về những cái lý, những cái pháp về duyên hệ, bát tha ná đấy, 24 duyên ấy, nhân duyên, cảnh duyên, trưởng duyên ấy, vô gián duyên, đẳng vô gián duyên ấy. Thì đấy là những cái pháp nhân duyên, nó lại nằm ở trong đấy. Nó rất là thâm sâu. Thì một cái người mà thực hành về pháp thiền quán thì mới hiểu về những cái pháp nhân duyên đó. Tức là không có một cái gì nó tự tại, nó sinh lên, nó tự nhiên nó sinh lên. Mà nó phải có rất nhiều nhân duyên nó mới sinh lên. Nó chỉ có nhân mà nó không có duyên nó không sinh. Nên là giống như là một cái hạt giống. Nó nằm ở trên đất đá khô cằn ấy, thì nó không, vì nó không đủ duyên cho nó không mọc được lên cây. Nhưng mà khi mà nó có, vẫn có đất, có nước, có thời tiết phù hợp cho nên nó mọc lên cây. Đấy là duyên. Duyên là những cái nó có đầy đủ những yếu tố hỗ trợ lẫn nhau, cho nên được gọi là nhân duyên là như thế.
Còn cái pháp gọi là cái câu nói tùy duyên là một cái câu nói cửa miệng của thế gian thôi. Tùy duyên ở đây có nghĩa là cái gì cũng để kệ cho nhân duyên nó vận hành. Thì ý muốn nói là một cái câu nói cửa miệng, người ta là khi gặp một cái chuyện vui gì đó thì người ta bảo tùy tùy duyên, khi gặp một cái chuyện buồn gì đó người ta bảo tùy duyên. Như như là một cái người nào đó mà mình khuyên là người hãy làm việc tốt đi, hãy tu tập đi, nhưng mà người đó không chịu nghe theo lời mình, rồi người ta làm theo ý thích của người đó, rồi mình sẽ nói ô thôi tùy duyên. Đấy là cái câu nói cửa miệng, ý muốn nói là tùy duyên, làm thôi mặc kệ ông muốn làm sao thì làm. Thì cái câu nói đấy có cái ý nghĩa tùy duyên, là tùy hoàn cảnh, tùy theo cái tâm tư của mỗi người, là có những cái ý thích khác nhau, có mỗi người tức là có những cái nhân duyên khác nhau. Có những cái người mà đi vào đạo để tu tập nghe Phật pháp, đấy là duyên của người ta. Còn có những người, người ta đi theo đường đời, người ta sống theo cái lối sống ở thế gian, thì đó là duyên của người ta, mình không thể ép người ta giống như mình được. Thì mình có cái duyên với Phật pháp cho nên là mình có thể bỏ cái đời sống thế gian để dành nhiều thời gian học đạo tu tâm. Có người, người ta lại có cái nhân duyên với những cái tà đạo, những cái ngoại đạo khác, người ta đi theo con đường đó. Đấy, cho nên là cái câu nói tùy duyên, ý muốn ngầm hiểu rằng là mỗi người có một cái nhân duyên khác nhau, không ai giống ai. Cho nên là cái khuynh hướng tâm người ta ưa thích cái điều gì, đôi khi mình cũng phải tùy chiều theo, tùy thuận theo, mình không ép người ta phải theo mình. Thì đấy là cái câu nói tùy duyên, là một cái pháp khái niệm tục đế, chứ không ở trong trong những cái pháp nhân duyên nó không có cái pháp nào là pháp tùy duyên cả. Mà nó chỉ có cái pháp nhân duyên thôi, hay là cái pháp cái pháp đó thì mình học cái pháp duyên khởi để mình hiểu thêm. Cái câu tùy duyên thì nó chỉ là một cái câu hiểu chung chung vậy thôi, chứ nó không phải là cái pháp chân đế gì cả. À, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo ạ. Từ một hành giả không ghi tên ạ. Là con thưa sư ạ, có một vị sư bảo là mình giải tâm từ đến nước trên cơ thể mình để nó chuyển hóa được ốm đau bệnh tật. Như vậy có đúng không ạ? Giải tâm tử cho mình trên cơ thể mình để chuyển hóa ốm đau bệnh tật. Không, cái này không đúng nhé, cái này là tà kiến. Một cái người không thể khởi lên tâm từ với mình được. Mình có thể giải tâm từ cho mình, tức là mình cầu mong cho những cái điều tốt đẹp đến cho mình, để mình rồi sau đó mình cầu mong tốt đẹp đến cho người khác. Thì khi mình cầu mong tốt đẹp đến cho người khác, nó mới là tâm từ, và mình mới có thể đắc thiện tâm từ được. Còn nếu mình cứ giải tâm từ cho mình, nó không, nó chỉ khởi lên tham ái thôi, chứ nó không khởi lên tâm từ được. Thế nên là cái việc chuyện mà giải tâm từ cho mình nó cũng không thành tựu và được tâm từ, thì nó đã không đúng rồi. Còn cái chuyện nói là giải tâm từ để chuyển hóa bộ ốm đau bệnh tật thì cũng không đúng nhá, không có cái pháp nào như thế. Đức Phật không có dạy cái pháp nào để đoạn trừ cái ốm đau bệnh tật trên mình, mà Đức Phật chỉ có dạy về cái pháp thất đắc chi ý. Tức là một cái người biết quân bình các cái chi giác, thì để mà đi đến đoạn trừ, để giảm bớt được ốm đau bệnh tật thì có. Nếu như một cái người có tuệ mạnh quá, luôn luôn phân tích suy luận, nó sinh ra mệt mỏi, nó sinh ra bận, thì cái người đấy cần phải khởi lên cái tâm định tĩnh để nó quân bình trở lại, giảm bớt những cái suy luận phân tích đó đi. Hay một cái người định mạnh quá thì sẽ sinh ra cái tâm thụ động, không có hăng hái nhiệt tình, thì cái người đấy cần phải khởi lên trí tuệ. Hay là một cái người có tinh tấn, mình làm một cái gì đó mệt mỏi quá thì đôi khi mình cũng phải khởi lên cái tâm nhẹ nhàng, thanh nhàn, thư giãn, thảnh thơi trở lại. Hay một cái tâm, một cái người có cái tâm hoan hỷ, mình ưa thích cái gì đó mạnh quá thì mình cũng sinh ra mệt mỏi, nên là mình cần phải khởi lên một cái tâm buông xả. Thì đấy là những cái pháp quân bình như thế, nó quân bình lại thân tâm lại thì nó bớt cái bệnh do tâm sinh ra thôi. Còn bệnh do nghiệp sinh, do thời tiết, do vật thực sinh, nó nhiều nguyên nhân lắm, chứ không phải là giải tâm từ mà đối trị được như bệnh ở trên thân, thì cái này không có. Là con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo ạ. Là con thưa sư, có một vị sư kể là có một người bị bệnh, họ thỉnh chư tăng về nhà, có cốc nước để ở đấy. Sau khi chư tăng tụng kinh rồi cho người bệnh uống cái cốc nước mà chư tăng đã tụng kinh vào cốc nước ở đó,
Và rồi cô người bệnh đó uống xong đã khỏi bệnh. Thưa sư, những điều đó có được dạy bởi Đức Phật không ạ? Cái này cũng chỉ làm cho người ta tăng trưởng cái niềm tin, chứ còn cái hình thức đấy mà có thể đưa đến chữa lành được bệnh ấy, thì cái này cũng 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 không có trong pháp của Đức Phật. Thì ví dụ như là một các cái vị đó có thể là chia những cái phước tu tập của mình hay là cầu nguyện những cái điều tốt đẹp đến một cái người khác, hoặc là có những cái năng lực về một cái người có nhiều cái phước lành hay những cái năng lượng của cái tâm tích cực ấy, nó có thể nó chuyển hóa đến cho một cái người đang có cái tâm tán loạn bất an đó được bình an hơn. Như là một cái người mà người ta đang sống trong cái tâm hỗn loạn, trong cái tâm bất an về một cái vấn gì đó nên nó sinh ra bệnh. Khi mà người ta cảm thấy mình có cái chỗ nương tựa, cảm thấy tâm của mình nó có cái sự bình an, có thể là từ cái đức tin đấy nó chuyển hóa cái tâm lý, nó làm cho cái người đấy có cái niềm tin trở lại, có cái tâm nó an định trở lại, nó bớt bớt đi cái bất an tán loạn đi, thì nó có thể có được. Rồi điều đó nó có thể cũng dẫn đến cho cái người đó bớt đi những cái nỗi khổ về thân tâm một chút xíu, thì cũng có thể có một phần nào đấy thôi. Chứ còn trong kinh Đức Phật cũng không có cái bộ kinh nào dạy rằng một cái người tụng kinh mà cốc nước cho người khác uống mà có thể khỏi bệnh được, thì cái này không có. Hoặc là cái này nó chỉ là tăng thêm cái đức tin của cái người đấy, người đó bớt an tạm thời thì có thể có. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tuệ Quảng ạ. Dạ, con kính bạch sư, một người cư sĩ có nên giảng dạy Phật Pháp áp dụng vào đời sống như một khóa học có thu phí không ạ? Đó là nghề chánh mạng hay tà mạng ạ? Đến là vị đó giảng hay là học? Giảng ạ, À, giảng xong giảng là dạy Phật Pháp ạ. Dạ. giảng dạy Phật Pháp mà thu phí là không bao giờ chấp nhận được. Trong pháp của Đức Phật, Đức Phật cũng dạy một cái vị giảng pháp không bao giờ được hướng đến nội dương, không bao giờ được hướng đến vì cái sự giảng dạy này để vì cái mong cầu lợi ích nội dương đó. Vì này Phật pháp không bao giờ có cái sự buôn bán. Giảng dạy bất Phật pháp thì chỉ có pháp thì luôn luôn phải là pháp thí, vì cái lòng từ ái, vì cái lòng từ bi để giảng dạy thì truyền đạt lại Phật pháp thì được. Chứ Phật pháp rồi mà lại giảng dạy thu phí thì điều này là một cái pháp thế gian, cái pháp buôn bán ở thế gian, và làm cái pháp đấy nó làm cho Phật pháp biến thành cái thế gian pháp. Có cái sự buôn bán như vậy thì không phải là chánh pháp nữa. Như là những cái môn học ở đời, kiến thức ở đời người ta mới mới có sự trao đổi mua bán đó, còn đối với Phật pháp thì không không có sự trao đổi mua bán đó. Như vị nào đó có thể giảng dạy Phật pháp vì cái lòng từ bi bác ái mà giảng dạy Phật pháp thì mới đúng, chứ còn vì sự lợi ích lợi nhuận để giảng dạy Phật pháp thì là không đúng chánh pháp, không không nên tham gia như vậy. Thì nếu như một người đó thực sự có chánh kiến, một sự thật sự có trí tuệ, thật sự có cái tâm từ ái, vị đó sẽ giảng Phật pháp một cách vô lợi nhuận, không thu phí thì mới là chánh pháp. Còn đã vì cái tâm tham cầu mà giảng dạy Phật pháp như vậy thì vị đấy sẽ là một người chưa nắm được giáo pháp. Vị đó có thể truyền đạt giáo pháp nhưng sẽ truyền đạt sai, truyền đạt thì tăng khiến cho một cái người khác có thể sẽ tăng trưởng thêm cái tâm tà kiến u mê, không đúng chánh pháp được. Cho nên là với cái môi trường như thế không nên học Phật pháp ở cái môi trường như vậy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tuệ Quảng ạ. Dạ, con kính bạch sư, một người cư sĩ có nên chia sẻ Phật Pháp theo cách mình hiểu trên mạng xã hội không ạ? Lỡ người cư sĩ đó nói sai hoặc người nghe hiểu sai thì quả báo xấu sẽ thế nào ạ? Nếu chia sẻ Phật pháp thì điều đó là tốt, đó cũng là một cái pháp gọi là bố thí pháp. Nhưng mà một cái người đó mà có tà kiến mà đem đi truyền dạy cái tà kiến của mình,
sẽ đem lại cái sự bất hạnh, cái sự đau khổ cho chư thiên và nhân loại này. Nên là một cái người chia sẻ Phật pháp thì có thể đem lại cái sự hạnh phúc và lợi ích cho nhân thiên, nhưng cái người đó mà chia sẻ sai thì sẽ đem lại cái sự bất hạnh đau khổ cho chư thiên và nhân loại. Nên là hãy thận trọng, mình chỉ chia sẻ những cái gì mà mình biết chắc chắn đó là chánh pháp, biết chắc chắn đó là mình hiểu đúng. Còn nếu như một cái gì đó còn mơ hồ thì cần phải thận trọng. Đấy là cái cách chia sẻ Phật pháp thì tốt, nhưng mà không được chia sẻ một cách tùy tiện, không được nói đến cái ý của mình, tư tưởng của mình để nhận định đánh giá theo khách quan, theo cái chủ quan của mình, mà mình phải chia sẻ đúng lời Phật. Một câu nào, một cái lời nào nói ra mình có thể dẫn chứng được ở trong kinh điển thì mới được chia sẻ. Còn mình đưa nói cái tư tưởng, cái ý nghĩ của mình vào, mình xuyên tạc cái giáo pháp của Đức Phật thì không được chia sẻ. Mình có thể chia sẻ lời của Đức Phật thì được, không được chia sẻ cái tư tưởng nhận định của mình thì không được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành là Hoàng Biên được gửi qua YouTube ạ. Dạ, kính bạch sư, thưa sư, xin cho con hỏi một vị thánh Lự Lưu có còn phạm năm giới một cách cố ý hay vô ý không ạ? Con xin tri ân sư nhiều ạ. Một vị Dự Lưu sẽ không có phạm giới một cách cố ý, không có phạm. Nhưng mà đôi khi một cái người nhìn vào một cái vị Dự Lưu đó có thể sinh ra cái hoài nghi. Ví dụ như là có một cái cô gái này, cô chứng sơ quả từ cái lúc còn rất là nhỏ, nhưng sau này cô đi lấy chồng. Cô ấy thì người chồng lại là một cái người săn bắn. Và hàng ngày cô này cô ấy vẫn phải lấy những cái dụng cụ cho người chồng. Ví dụ như vẫn phải lấy cung tên, giống như là hỗ trợ cái việc sát sinh đó của người chồng. Và sau này cô sinh ra những người con trai. 7 người con trai đều làm cái nghề săn bắn sát sinh đó. Thì hàng ngày cô này cô vẫn phải phục vụ cho những người chồng và những người con làm cái việc sát sinh đó, như là lấy những cái dụng cụ cho người chồng con nó đi săn bắn, vào rừng săn bắn. Thì rất nhiều các vị tỳ kheo đã thắc mắc hỏi là nếu như cô này chứng Dự Lưu, tại sao cô ấy còn làm cái việc giống như là gián tiếp sát sinh như thế. Thì Đức Phật mới nói nên cái câu là bàn tay không thương tích có thể cầm thuốc độc, không thương tích tránh độc, không làm không có ác. Thì một cái giống như là cái người đó, người ta làm nhưng mà người ta không cố tâm, không có cố tâm làm với bổn phận, làm với trách nhiệm, cho nên không có, vị đó không có nỗi gì cả. Nhưng mà một cái người khác nhìn vào thì cảm thấy khó chấp nhận, nhưng sự thật là trong tâm người đó không bao giờ khởi lên bất cứ một cái ý nghĩ gì về sát sinh. Vị đó chỉ làm với cái việc làm hiện tại đó thôi. Nên là vị đó sẽ không bao giờ cố ý, không bao giờ có cái ác ý với một chúng sinh nào, cũng như không bao giờ cố ý phạm vào năm giới. Nhưng mà có thể trong cái hoàn cảnh nào đấy, trong cái vẫn một cái sự một cái sự, một cái nhìn khác, mình có thể thấy người đó làm việc này việc kia giống như có nỗi, nhưng mà trong tâm người đó không bao giờ có ác ý, không bao giờ có cái sự cố ý phạm giới cả. Nhưng mà cái sự vô ý thì mình không thể nói trước được, nhưng mà sự cố ý thì không có. Thưa thư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Huệ Từ ạ. Là con xin kính đảnh lễ sư, xin sư cho con hỏi, con thấy Phật tử tu tịnh độ đặt bát hương thờ Phật ở giữa bàn thờ cao hơn một chút so với bát hương thờ La Tiên, một bên là bát hương thờ thần linh rồi đặt chung một lễ cho tất cả. Như vậy thì có được không ạ? Chung trên một bàn ạ. Thờ chung ạ. Dạ vâng ạ. Thờ chung, thờ Phật, thờ thần linh và thờ La Tiên chung vào một bàn ạ. Dạ Thì thờ Phật là nên thờ cao hơn, mà nên thờ riêng ra thì tốt hơn nếu như mình có điều kiện. Thực ra cái thờ thì nó chỉ là cái tâm thành kính của mình thôi, không có quy định nào, không có sự bắt buộc nào cả, nên là do cái tâm thành kính của mình. Nhưng mà nếu như mà một cái người mà càng hiểu sâu xa về Phật thì cái người càng có cái tâm tôn kính Phật một cách tuyệt đối hơn. Những vị thần linh hay là gia tiên nhà mình thì cũng còn là phàm phu, còn thì mình có phải cũng là tôn thờ, nhưng mà nó phải có cái sự khác biệt, chứ không thể đồng hóa giữa Phật với thần thánh với gia tiên như nhau được. Thì với một cái người, người ta không hiểu biết, người ta chỉ có cái niềm tin mà người ta không có trí tuệ, người ta sẽ đồng hóa như thế thì nó vẫn có phước,
nhưng mà cái đấy gọi là thiện tâm mà không có trí tuệ. Còn một cái người mà có cái phước thiện tâm mà đi kèm với trí tuệ thì người ta sẽ biết nhận định rõ ràng, trong cái thờ tự người ta cũng sẽ thờ một cách trang nghiêm hơn, Phật sẽ phải thờ riêng ra một ban, sẽ phải đặt một cái ban tôn nghiêm hơn, cao hơn các vị thần linh và chư thiên thiên nhà mình. Thì đấy là nó còn tùy theo cái tâm của mỗi người, cái trí của mỗi người. Nhưng mà với một người có đức tin thờ Phật thì đó đã là cũng là tốt rồi, nhưng mà mình có trí tuệ thể hiện vào cái sự tôn thờ đấy nữa thì lại còn tốt hơn. Dạ, thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Phương Thảo ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư ạ. Con thưa sư, một nữ cư sĩ với ý chí tầm cầu giải thoát khổ đau, có thể tự mình thực hành hạnh đầu đà trong một khoảng thời gian cho mình phát nguyện được không ạ? Hay cần có sự chứng minh của chư tăng ạ? Tu hạnh đầu đà thì nếu như mình có một cái chư tăng để mình thọ thì cũng tốt. Cái người đấy mình có giống như có cái sự có cái sự khích lệ của những người khác có thể làm cho mình tinh tấn hơn được thì càng tốt. Còn nếu không tự mình thọ vẫn được, tự mình đối trước ban thờ Phật để phát nguyện thọ đầu đà là được rồi. Thì điều đó là hoàn toàn được, không có vấn đề gì phải lo. Dạ, thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Phương Thảo ạ. Thưa sư, xuất gia leo duyên với người nữ, đối với người nữ có những lợi ích như thế nào ạ? Ra gieo duyên đối với người nữ thì nó sẽ khi xuất gia gieo duyên nó cũng sẽ tạo ra được rất là nhiều những cái pháp ba la mật, nó nhân là cái gọi là pháp xuất ni ba la mật, xuất gia ba la mật đấy. Thì trong khi xuất gia rồi mình sẽ có thời gian để học pháp, để thực hành những cái pháp về giới định tuệ đấy, nó sẽ khiến cho một cái người đấy gieo được những cái duyên, tức là để đi đến niết bàn một cách nhanh chóng hơn. Nếu như mình có cái xuất gia đấy, dù là người nam hay người nữ cũng đều như nhau thôi, chứ không có sự khác biệt gì cả. Người nam xuất gia cũng thế, người nữ cũng thế thôi. Xuất gia gieo duyên là cái trong cái khoảng thời gian đấy mình sẽ tạo ra được rất là nhiều những cái phước vô lậu, tức là những cái phước để đi đến niết bàn, hay là tạo ra rất nhiều những cái ba la mật. Mình càng xuất gia nhiều, càng xuất gia lâu ngày thì những cái ba la mật đấy càng gieo nhanh hơn, thì cái con đường đi đến niết bàn của mình sẽ càng nhanh chóng hơn. Chỉ khác như thế thôi. Dạ, thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Tuệ Quang ạ. Dạ, con thưa sư, con xin kính đảnh lễ sư, xin sư cho con hỏi, một người muốn đi xuất gia thì cần có những tiêu chuẩn gì không và có phải trải qua những sự thử thách gì không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Một người đi xuất gia thì cũng có những cái tiêu chuẩn, những cái yêu cầu, như là người đấy là cái người đi xuất gia này phải là một cái người không có bệnh truyền nhiễm, không có những cái bệnh nặng này. Nếu mình có bệnh thì mình phải chữa bệnh trước đi rồi hãng xuất gia. Cái người đấy đi xuất gia phải được cái sự cho phép của cha mẹ, nếu như mình còn lệ thuộc cha mẹ thì đấy cũng là một cái quy định. Cái người đi xuất gia đấy là cái người không bị tức là mình không còn mắc nợ ấy, thì mới được cái xuất gia. Chứ nếu như một cái người trốn nợ hay đi xuất gia không được, hay là cái người đấy phải là cái người không có tội lỗi với những cái pháp luật thế gian, thì như nếu mà là một cái người mình đang ở trong cái lệnh truy nã mình đi xuất gia thì cũng không được. Thì có nhiều những cái yêu cầu đó, hay là cái người xuất gia phải là một cái người không có khiếm khuyết về các căn, ví dụ như người mù không được xuất gia, người điếc, người câm, người bại liệt, người tâm thần điên loạn cũng không được xuất gia. Và một cái người là người đồng tính luyến ái thì sẽ không được xuất gia. Có một số những cái quy định như vậy, nên là trước khi đi xuất gia thì các cái vị thầy tế độ thường hay hỏi những cái vị đó là những cái câu hỏi liên quan đến những cái vấn đề về cái luật nghi mà trong luật Đức Phật cho phép đấy, có người được xuất gia, có người không được xuất gia đấy. Nên là những cái người phạm những cái trọng tội thì cũng không được xuất gia, hoặc là cái người đó là người đã xuất gia, từng xuất gia nhưng mà vị đó lại phạm tội ăn trộm tăng tướng chẳng hạn. Thì bây giờ vị đó là người không được phép xuất gia nữa. Ví dụ như là vị đó tự mặc áo hay tự xưng là người xuất gia, trong khi đó vị đó không được ai chuyển giới cho xuất gia, là không được chư tăng tế độ chuyển giới, mà vị đó tự giả mạo làm người tu hành. Nếu người nào đã từng giả mạo làm người tu trong một cái khoảng thời gian nào đó rồi, trước kia rồi,
thì giờ vị đó sẽ không được xuất gia. Hoặc là vị đó trước kia đã từng xuất gia nhưng phạm giới bất cộng trụ ấy, thì bây giờ vị đó sẽ không được xuất gia. Đấy là những cái yêu cầu. Còn những cái sự thử thách thì cái sự thử thách ở đây là vị đó khi đến chùa, vị đó sẽ được dạy các cái pháp của người xuất gia, ví dụ như phải thay đổi. Thì vị đó vào đấy, vào chùa rồi vị đó phải cần phải thay đổi về uy nghi, tức là vị đó cần phải từ những cái đi đứng nằm ngồi phải trang nghiêm tề chỉnh, và phải uốn nắn vào trong cái khuôn khổ của một cái người tu. Thì đấy có thể nghĩ là cái từ thử thách thì nghe nó hơi, nó có cái gì đó nó hơi, nghe nó hơi kinh cảm, nhưng mà nó là một cái là vào trong cái đời sống tu hành rồi thì có cái sự gò bó hơn, có cái khuôn khổ nề nếp một cách nghiêm túc hơn, mà mình có chấp nhận được thì mình sẽ xuất ra được, nhưng mình không chấp nhận được thì mình không xuất ra được. Mình cần phải xa lìa cái đời sống thế tục, xa lìa người thân, đi xuất ra rồi thì phải từ bỏ hết tất cả những cái tài sản, tất cả những thân bằng quyến thuộc. Ví dụ như mình đi xuất ra rồi mà mình từng có cái tài sản gì thì giờ mình phải bỏ đi, mình không được mang, không được chấp giữ đây là của tôi nữa, đây là nhà cửa của tôi, không còn quan trọng. Đi xuất ra là phải bỏ hết cả tài sản, nhà cửa. Nếu như vị đó có vợ con, vị đó phải từ bỏ hết vợ con ấy, cũng không còn là của mình, tuyệt đối, nhất là về vợ chồng. Ví dụ người đó là người đã có vợ mà đi xuất gia thì vợ có được phép đi lấy chồng khác, mình không được ngăn cản. Đấy là mình đã từ bỏ. Hay là người có chồng rồi mình đi xuất gia, chồng đi lấy vợ khác không bao giờ được đứng lên giữ gìn nữa. Thì đấy là buông xả đấy, buông xả cái đời sống thế tục thì mới đi xuất gia được. Hay là chức quyền danh vọng gì ở thế gian, nhưng người đó đang làm các cái chức vụ này chức vụ kia, làm giám đốc hay làm chủ tướng hay làm cái gì đó ở đời thì phải buông thả đi thì mới được đi xuất gia. Cái xuất gia là đấy là có thể là cái mà mình buông được cái đời sống thế tục này, và vào trong Phật pháp mình sống được theo cái đời sống khuôn khổ như thế, mình phải giữ giới nuột như vậy, giữ cái oai nghi như vậy, giữ cái hình tướng như vậy, ăn như vậy, mặc như vậy, ở như vậy, chi túc như vậy, thực hành như vậy, học những cái pháp như vậy, thực hành những cái pháp như vậy. Thì đấy là cái điều đó mình chấp nhận được cái điều đó thì mình sẽ xuất ra được. Mình không chấp nhận những cái điều đó thì không xuất ra được. Thì đấy là cái thử thách là như vậy thôi. Thì cần phải tập sự một thời gian là mình sẽ biết được xuất ra mình có phù hợp không. Mình cảm thấy phù hợp thì mình sẽ lúc đấy mình sẽ phát nguyện xuất ra. Mình sẽ thọ giới. Còn nếu mình cảm thấy không phù hợp thì mình sẽ không vội thọ giới.